Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, các thế lực thù địch với Việt Nam đã thất bại và sẽ mãi thất bại. Chúng lại kích động chiêu trò cũ là nuôi tay sai tàn dư Nguyễn Sài Gòn và Phun Rô, những đứa con đẻ của chúng để thực hiện mưu đồ Tây Nguyên ra khỏi Việt Nam. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Chúng nói nham hiểm lắm, bài viết của Thanh Hương. Sau vụ tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Cư Tu, chúng ta cần điểm qua những gì mà nhóm đối tượng này thực hiện, đó là Đã có ý định cướp vũ khí, phá doanh trại bộ đội ở trên địa bàn Chuẩn bị trang phục đồng bộ, có vũ khí quân dụng, tự chế, bom xăng để thực hiện lệnh của chủ nếu tấn công sát hại bất cứ ai dù là dân hay cán bộ Có kế hoạch tấn công vào các địa điểm cụ thể để xác định Có hành động hiệp đồng sau khi kết thúc bắt con tin đưa ra yêu cầu trao đổi nhắm vào các nhóm người từ dân thường cán bộ công an rõ ràng đây là một nhóm người có tổ chức rất manh động được đào tạo có mục đích hành động rõ ràng không từ thủ đoạn nào và hết sức nguy hiểm sau khi vụ việc xảy ra đại sứ chúng nó tại hà nội bay vào lâm đồng ăn chơi nghe ngóng chỉ đạo các tổ chức vô chính phủ nước ngoài đến gặp gỡ phỏng vấn các gia đình có liên quan trong vụ việc ở Đắk Lắk có thể thấy đó là gì? Đó là sự cay cú và ráo riết của chúng mẻo mà mấy chục năm qua sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao nhưng chưa hoàn thành được chiến lược lật đổ chế độ Cộng sản bằng diễn biến hòa bình ở Việt Nam theo cách mềm hóa hành động của chúng. Chúng đã thất bại và sẽ mãi thất bại. Chúng lại kích động chiêu trò cũ là nuôi tay sai tàn dư Nguyệt Sài Gòn và Phú Rô những đứa con đẻ của chúng để thực hiện mưu đồ tách Tây Nguyên ra khỏi Việt Nam. Trên cái bẫy chuột và miếng format tẩm thuốc độc vẫn còn nguyên vẹn và bọn chân tay của nó đa phần đã đeo lắc bạc và chờ tiêm thuốc bổ. À như thông lệ từ trước đến nay, hắn lại vừa đi vừa chửi Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo. Nhưng cứ đi đâu, miệng hắn vẫn đầy trèm chất xúc tác trong cơ thể. Nói như thế, đồng bào Tây Nguyên cần cảnh giác tuyệt đối không để chúng lợi dụng để phỏng vấn đưa tin xuyên tạc báo cáo sai vụ việc bằng những đồng đô la dơ bẩn